là chương trình phát thanh online của Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh Thoại Sơn. Đây là chương trình phát thanh online của Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh Quyện Thoại Sơn. Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh online của Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh huyện Thoại Sơn, kỳ thứ 14 năm 2022. Sẽ truyền tải đến quý vị những nội dung nổi bật, khởi công xây dựng cầu Lê Thị Tải, Nguyễn Thị Mẫn, xã Mỹ Phú Đông. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tập quấn đảm bảo cơ bản về an toàn thông tin của người dùng, khai thác và sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2022. Thoại Sơn tiếp nhận 114 đơn vị máu tình nguyện Trao tặng nhà đại đoàn kết cho ông Lý Thành Tâm thuộc khóm Tân Đông, thị trấn Ốc Eo Trình diễn đánh giá mô hình mặt trụng không dấu chân ở xã Bình Thành Ốc Eo sơ kết tình hình kinh tế xã hội tháng 10 năm 2022 Vĩnh Chánh hợp ban chấp hành đảng bộ tháng 10 Xã Dọng Thê hợp tổ công tác sơ kết 30 ngày đêm thực hiện đề án 06 tặng quà cho hộ nghèo xã Vĩnh Chánh, Vĩnh Trạch, Định Thành. Cùng với những tin tức nổi bật là chuyên mục Thoại Sơn trên đường phát triển, ghi nhận nông dân xã Vọng Thê thay đổi để phát triển. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. xã Mỹ Phú Đông vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu mang tên Mẹ Việt Nam Anh Hùng Lê Thị Tải Nguyễn Thị Mẫn tại ấp Tân Phú, xã Mỹ Phú Đông. Đến dự có chị Hồ Thị Hồng Phướng, Phó Bí thư tỉnh đoàn An Giang, ông Quách Minh Dũng, Quỹ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quyền, đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể quyền, lãnh đạo và bà con nhân dân xã Mỹ Phú Đông. Cầu mang tên Mẹ Việt Nam Anh Hùng Lê Thị Tải Nguyễn Thị Mẫn được xây dựng kết cấu bê tông cốt thép chiều dài 25m, chiều ngang 3,9m, khoảng đứng thông thuyền 3,5m. Tổng kinh phí xây dựng là 478 triệu đồng, trong đó gia đình mẹ Việt Nam Anh Hùng, Lê Thị Tải và hội tình nguyện chung tay vì cộng đồng hỗ trợ 200 triệu đồng, gia đình ông Võ Văn Đăng Khoa, ngụ xã Mỹ Phú Đông hỗ trợ 200 triệu đồng, phần còn lại quy động nhân dân đóng góp. Dự kiến đến ngày 8 tháng 2 năm 2023, cầu sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đây là công trình chào mừng 190 năm thành lập tỉnh An Giang và chào mừng thành lập Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang mở lớp tập quấn đảm bảo cơ bản về an toàn thông tin của người dùng. Khai thác sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2022 cho cán bộ công chức viên chức trong cơ quan đoàn thể chính trị huyện Thoại Sơn tham gia lớp tập huấn cán bộ công chức viên chức sẽ được trang bị các kiến thức về an toàn thông tin như khái niệm và tính chất điểm yếu lỗ hỏng an toàn thông tin các phương thức tấn công mạng phổ biến hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn về an toàn thông tin không gian mạng tổng quan về không gian mạng sơ lược về mạng internet xu hướng phát triển của không gian mạng các nguy cơ về an toàn thông tin trên không gian mạng hiện trạng và xu hướng không gian mạng tại việt nam hiện trạng quy định về an toàn thông tin an toàn thông tin người dùng trong hệ thống tổ chức dịch vụ công tài khoản trực tuyến liên kết tài khoản an toàn thông tin tài khoản trực tuyến thanh toán trực tuyến an toàn thông tin thanh toán trực tuyến an toàn thông tin khi sử dụng các dịch vụ trực tuyến lớp tập quấn nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ đảm bảo cơ bản an toàn thông tin người dùng cách xử lý và khắc phục sự cố liên quan thông tin mạng hiện nay qua đó nâng cao hiệu quả chất lượng công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ công tác triển khai đề án 06 xã Dọng Thê, tổ chức họp sơ kết 30 ngày đêm thực hiện đề án 06 của chính phủ trên địa bàn xã. Đồng chí Lê Quốc Thắng, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân, tổ trưởng tổ đề án 06 của xã đã đến dự. Qua 30 ngày triển khai thực hiện, về công tác chuyên môn, đăng ký thường trú 129 trường hợp, đăng ký cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy 13 trường hợp, khai sinh, khai tử, kết hôn 9 trường hợp. Kết quả thông báo số định danh 7.018 trường hợp, đạt 100%. Kết quả rà soát cập nhật đối tượng quản lý theo dõi pháp luật, quản lý nghiệp vụ, cập nhật thông tin tiêm chủng, đạt 100%. Thời gian tới, Tổ công tác triển khai đề án 06 xã Giọng Thê tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Đúng tiến độ các chỉ tiêu nhiệm vụ được phân công. Tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo nghiêm túc có hiệu quả các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý cư trú, đẩy mạnh tuyên truyền luật cư trú, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, phát động phong trào thi đua cao điểm 60 ngày đêm còn lại. Bệnh viện huyết học và truyền máu thành phố Cần Thơ phối hợp Hội chữ thập đỏ huyện Thoại Sơn tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 5 năm 2022 tại ủy ban nhân dân xã Định Thành với sự tham gia hưởng ứng của các cán bộ công chức viên chức giáo viên và người dân xã Định Thành, Vĩnh Phú, Vĩnh Trạch, Định Mỹ. Với tinh thần tự nguyện và nghĩa cử cao đẹp hiến máu là để cứu người, qua tư vấn, kiểm tra sức khỏe, bệnh viện huyết học và truyền máu thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận được 114 đơn vị máu. Qua đó góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ để cấp cứu và điều trị kịp thời cho bệnh nhân cần tiếp máu. Đồng chí Trần Trọng Danh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Ốc Eo đã chủ trì hội nghị ban chấp hành mở rộng, sơ kết tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 10, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2022. Trong tháng 10, tình hình kinh tế xã hội của thị trấn Ốc Eo đạt được nhiều kết quả nổi bật. 570 hecta lúa thu đông đang phát triển tốt và bước vào giai đoạn trổ đến chính đã mở một lớp dạy nghề sơ chế bông bóng cá cho 30 học viên, tiếp nhận và giải quyết 423 hồ sơ thủ tục hành chính. Tổng thu ngân sách trong tháng được 156 triệu đồng. Lũy kế đến nay là 1 tỷ 852 triệu đồng, đạt 99,5% so với dự toán. Trong tháng 10 đã vận động quỹ vì người nghèo được 99,6 triệu đồng. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định. Tại hội nghị, các đồng chí đã cùng nhau bàn giải pháp khắc phục những khó khăn như Tiến độ thi công các tuyến đường được đầu tư trên địa bàn thị trấn còn chậm Chưa phát triển được cơ sở lên doanh nghiệp, tình trạng xây dựng lớn chiếm đất công và buôn bán lớn chiếm hành lang lộ giới vẫn còn diễn ra Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Trọng Danh, bí thư đảng ủy thị trấn Ngốc Eo yêu cầu Ủy ban nhân dân thị trấn và các cơ quan ban ngành cần khẩn trương rà soát các chỉ tiêu đạt thấp để tập trung thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian còn lại. Phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2022 đã đề ra. Triển khai kế hoạch phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Sẵn sàng đối phó và hỗ trợ khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra, nhất là tập trung bảo vệ sản xuất ăn chắc dù lúa thu đông năm 2022. Chuẩn bị tốt cho ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18 tháng 11 tại các khóm. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Ốc Eo tổ chức trao tặng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Lý Thành Tâm thuộc khóm Tân Đông thị trấn Ốc Eo, ông Trần Thanh Hoàng, nguyên giám đốc công ty điện nước An Giang, ông Phan Hữu Quốc Việt, chủ tịch công đoàn công ty cổ phần điện nước An Giang, ông Nguyễn Quốc Hưng, phó giám đốc xí nghiệp điện nước Thời Sơn, bà Phạm Minh Ngân, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Ốc Eo, ông Đào Văn Thắng, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Ốc Eo đã đến dự. Sau hơn 40 ngày xây dựng, căn nhà đã được hoàn thành và được trao tặng cho gia đình ông Lý Thành Tâm. Căn nhà có tổng diện tích trên 32m2, ngang 4m và 8m, mái lợp tôn, vách tường, nền lát gạch men. Tổng kinh phí xây dựng nhà khoảng 70 triệu đồng, trong đó công ty cổ phần điện nước An Giang hỗ trợ 50 triệu đồng. Phần kinh phí còn lại do Quỹ ban Mặt trận Tổng quốc Việt Nam thị trấn Ốc Eo dẫn động các mạnh thường quân trong và ngoài thị trấn đóng góp thêm. Tại buổi lễ trao nhà, gia đình ông Lý Thành Tâm còn nhận được các phần quà do đảng quỹ, quỹ ban nhân dân, quỹ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thị trấn Ốc Eo, công ty cổ phần điện nước An Giang và các mạnh thường quân trao tặng. Nhằm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội để chăm lo cho hộ nghèo cận nghèo khó khăn và các đối tượng bảo trợ xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Chánh, Vĩnh Trạch Phối hợp cùng các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương, tổ chức tặng 310 phần quà gồm gạo, mì gói, nước tương, bột ngọt, đường cho hộ nghèo cận nghèo khó khăn và các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn hai xã với tổng trị giá 80 triệu đồng. Trong đó, xã Vĩnh Chánh vận động được 190 phần quà với trị giá gần 44 triệu đồng, xã Vĩnh Trạch vận động được 120 phần quà, trị giá gần 36 triệu đồng. Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Định Thành cũng tổ chức phát 100 phần quà, mỗi hộ nhận được một phần quà trị giá 350.000 đồng. Tổng trị giá của đợt phát quà là 35 triệu đồng do gia đình Mạnh Thường Quân, Nguyễn Hữu Hiền, ấp Quà Long xã Định Thành hỗ trợ. Hợp tác xã Bình Thành vừa phối hợp với Tập đoàn Lộc Trời, tổ chức trình diễn và đánh giá hiệu quả mô hình mặt ruộng không dấu chân sử dụng hoàn toàn bằng thiết bị bay không người lái trên ruộng của nông dân Lê Thanh Hồng với diện tích 2 hecta tại ấp Bình Thành, xã Bình Thành. Những năm qua, việc cơ giới hóa trong canh tác nông nghiệp được nông dân ở địa phương áp dụng. Trong đó, việc sử dụng thiết bị bay không người lái phục vụ sản xuất là bước tiến quan trọng trong việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Mô hình mặt ruộng không dấu chân của nông dân Lê Thanh Hồng, xã Bình Thành là một trong những điển hình Nông dân Lê Thanh Hồng chia sẻ. Thì mô hình này thì làm thì thấy nó đạt á. Theo như ý mong muốn mình. Thứ nhất là sức khỏe, hai về môi trường. Thứ ba thì về cái độ đồng đều giảm bớt cái tỷ lệ nhân công như kia thì rất là khỏe. Mình có thể mình giảm được cái chú giống giảm phân, giảm thuốc bảo dược vật. Hiện nay thì thực hiện này được 2 hecta như thử nghiệm thấy thành công. Mốt thì mình nhân rộng lên. Ngoài ra, ông Hồng còn được hỗ trợ nguyên liệu sản xuất từ giống đến phân bón để đảm bảo sản xuất theo đúng quy trình của tập đoàn Lộc Trời quy định. Canh tác, xuống giống, phun thuốc, bón phân đều sử dụng hoàn toàn bằng máy bay không người lái. Tại buổi trình diễn mô hình, nhiều nông dân đánh giá mô hình trong quá trình canh tác giúp tiết kiệm lượng giống sử dụng, giảm lượng phân bón và thuốc hóa học, từ đó giảm chi phí sản xuất so với phương pháp truyền thống. Ủy ban nhân dân xã Định Thành vừa tổ chức trao tiền hỗ trợ cho 125 đối tượng là trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và người kết thúc điều trị bệnh COVID-19 cách ly y tế là F0, F1 trên địa bàn xã với tổng số tiền hơn 115 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ cho trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật là F0, F1 là 1 triệu đồng một người. Hỗ trợ tiền ăn cho mỗi đối tượng cách ly y tế 80.000 đồng một ngày qua đó thể hiện sự quan tâm của đảng và nhà nước trong việc chăm lo đời sống nhân dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh online của Trung tâm văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh Thoại Sơn. Chuyên mục Thoại Sơn trên đường phát triển Chuyên mục Thoại Sơn trên đường phát triển Thưa quý vị, nắm được xu thế trong thời kỳ hội nhập Nhiều nông dân xã dọng thê, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạng đầu tư Góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp Chuyên mục Thoại Sơn trên đường phát triển hôm nay sẽ có nội dung Nông dân xã dọng thê thay đổi để phát triển cùng các địa phương khác trong huyện Thoại Sơn, xã Dọng Thê đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2021. Bộ mặt nông thôn thay đổi, hệ thống giao thông hoàn thiện đã đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa, thu nhập ngày càng tăng, giúp nâng cao mức sống của người dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng ổn định, góp phần tích cực vào tiến trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Quá trình đó có sự đóng góp tích cực của người nông dân, lực lượng luôn chịu khó học hỏi, với quyết tâm làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Dọng Thê, Nguyễn Quốc Tình, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi là khâu đột phá và nông dân giỏi là lực lượng nồng cốt trong phong trào, là nơi hội tụ các nguồn lực tiềm năng đất đai, lao động, khai thác tốt thế mạnh của địa phương. Một số nông dân đã có sáng kiến đi trước đón đầu, mạnh dạng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi như kết hợp nuôi heo, gà, trồng rau màu, trồng cây ăn trái. Nông dân còn tham gia trồng cây phân tán, tạo môi trường sinh thái ngày càng xanh sạch đẹp. Các năm qua, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, được đông đảo hội viên tích cực tham gia, hưởng ứng và xuất hiện nhiều gương điển hình vượt khó dương lên, làm giàu, đoàn kết, học tập, giúp nhau giảm nghèo. Năm 2021, địa phương có 254 nông dân được công nhận sản xuất kinh doanh giỏi, cấp tỉnh 43, cấp huyện 85, cấp xã 126 nông dân. Phong trào từng bước góp phần thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, cơ giới hóa vào sản xuất. Tiêu biểu là các mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất như mô hình ứng dụng phun xịt thuốc bằng máy bay không người lái điều khiển từ xa, sản xuất lúa NLT 123, ứng dụng công nghệ tưới phun điều khiển từ xa qua điện thoại di động. Do có quy trình sản xuất, ứng dụng công nghệ mới, thực hiện tốt công tác kiểm dịch, đã giúp các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, tốc độ cơ giới hóa trong khâu thu hoạch và sau thu hoạch lúa phát triển dược bậc. Nhiều nông dân mạnh dạn đầu tư, sở hữu 2-3 máy gặt đập liên hợp và 2-3 máy kéo. Nhiều mô hình mới chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, như trồng xoài ba màu trên diện tích 2 hecta của ông Phạm Đức Sung, ấp Tân Huệ, trồng bưởi da xanh trên diện tích 5 hecta của ông Nguyễn Quốc Hùng, ấp Tân Dọng trồng xoài Đài Loan xen ổi 1 hecta của ông Nguyễn Thanh Diệt ấp Tân Huệ. Tất cả các mô hình đều cho kết quả tốt. Quyết định chuyển đổi 1 hecta đất sang trồng cây ăn trái, trong đó 3 công trồng ổi và 7 công còn lại trồng xoài Đài Loan kết hợp xen canh ổi với hình thức lấy ngắn nuôi dài. Ông Nguyễn Văn Sút, sinh năm 1962, hội viên chi hội nông dân ấp Tân Huệ xã Giọng Thê, khẳng định là quyết định đúng đắn. Mặc dù diện tích xoài chưa cho trái nhưng thu nhập từ diện tích ổi và ổi sen canh của gia đình thu lại hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Trong quá trình sản xuất, gia đình tôi gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn, kinh nghiệm và kỹ thuật sản xuất. Giá vật tư nông nghiệp tăng, nhờ sự quan tâm của hội nông dân xã, được tham gia các hội thảo, lớp tập quấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập quấn về kỹ thuật thiết kế giường và cây ăn trái, nên tay ngày tôi ngày càng nâng lên. Dự kiến gia đình sẽ mở rộng diện tích canh tác xoài Đài Loan thực hiện triệt để diệt bao trái, lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm bằng công nghệ nhỏ giọt, đảm bảo sản phẩm an toàn, góp phần bảo vệ môi trường, anh suốt cho hay. Mô hình ứng dụng công nghệ tưới phun bằng năng lượng mặt trời, kết hợp điều khiển từ xa qua điện thoại di động cho giường mai vàng của hợp tác trồng hoa cây cảnh xã Dọng Thê cũng là một điển hình. Anh Khu Hùng Quang, tổ trưởng tổ hợp tác cho biết, giường mai vàng ứng dụng công nghệ cao có diện tích 1,2 hectare, có 9.000 gốc mai được cải tạo và phát triển trên nền đất ruộng. Theo anh Quang, nhu cầu thị trường về mai vàng tăng cao những năm gần đây. So với nhiều loại cây kiển khác, mai vàng không phải trào lưu mà là loại cây có giá trị kinh tế cao, nhất là vào dịp Tết. Tổ hợp tác của anh Quang đã mạnh dạng lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời, kết hợp phun tưới vườn mai tự động. Anh Quang cho rằng đây là giải pháp hoàn hảo cho đầu tư sản xuất theo hướng bền vững, giúp tiết kiệm chi phí, Hệ thống được kết nối điều khiển từ xa qua điện thoại di động, dù làm việc ở đâu cũng có thể bật tắt hẹn giờ hoàn toàn tự động. Để khẳng định vai trò của nông dân trong thời kỳ hội nhập, thời gian tới Hội nông dân xã Dọng Thê tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển theo hướng bền vững, phát huy thế mạnh của địa phương là sản xuất nông nghiệp đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Chương trình phát thanh online của Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh huyện Thoại Sơn đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong kỳ tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.